phần này chúng ta sẽ nói về việc là về cái cảm nhận của khách hàng đầu tiên ấy thì đó chính là ý kiến của khách hàng ý kiến của khách hàng chính là phần review tốt nhất trong việc bạn bán sản phẩm à tại sao là như vậy người dùng ngoài kia luôn luôn có xu hướng là họ đề phòng trước những thông tin quảng cáo phải không ạ họ đề phòng do vậy là họ cần phải tìm hiểu trước là à có những người nào đã sử dụng sản phẩm này rồi họ nói về sản phẩm ra sao và kết quả họ nhận được là gì đó chính là ý khách hàng Chúng ta hầu hết thấy những trang nói về mỹ phẩm hay đăng lên những cái review khách hàng sau khi sử dụng sản phẩm này. Trang bán về thuốc giảm cân hay nói về việc là trước và sau khi giảm cân như thế nào sử dụng sản phẩm trong quá trình đó ra sao phải không ạ? Vậy thì ở đây ý kiến khách hàng là chúng ta có thể chụp lại những phần là họ chat với chúng ta này. Những phần họ gọi điện chúng ta chúng ta ghi lại hoặc là những phần họ viết trực tiếp vào giấy là review về sử dụng sản phẩm chúng ta trong quá trình vừa qua như thế nào ở đây ý, thì ý kiến khách hàng rất là quan trọng chúng ta cần điều hướng cái việc khách hàng nói về sản phẩm tốt hơn hoặc là chính cái chất lượng của sản phẩm của bạn sẽ quyết định ý kiến khách hàng ra sao chúng ta cần phải đưa ra những nội dung là ý kiến khách hàng nói về việc là trước và sau khi sử dụng này ý kiến của khách hàng về giá trị sản phẩm của bạn so với số tiền họ bỏ ra tức là nhấn mạnh vào cái việc là khách hàng bỏ ra ít hơn nhưng nhân lại nhiều hơn thì chúng ta sẽ tạo ra được những ý kiến tuyệt vời để gọi là review. Những người khác nhìn thấy những review như này thì họ sẽ mua sản phẩm rất là nhiều. Đúng không ạ. Tiếp theo đó chính là hình ảnh của khách hàng và sản phẩm. Hình ảnh ở đây là họ có thể chụp ảnh sản phẩm này, họ chụp ảnh chính cái cơ thể của họ sau khi sử dụng sản phẩm. Thì cái này rất là trực quan bởi vì đây là một cái kết quả thực sự người khác nhìn thấy được. Kết quả thực sự là mọi người sẽ cảm nhận được trong những cái hình ảnh họ nhìn thấy dụ một cô gái trước kia họ mà rất là đen là hình A, bên cạnh là hình B là một cô gái rất là trắng và đã được sau khi sử dụng cái kem làm trắng da hoặc là sản phẩm tắm trắng hoặc sử dụng cái liệu trình của một spa phải không ạ? Đó chính là hình ảnh của khách hàng và sản phẩm. Thì cái này chúng ta cần phải thu thập được những ý kiến thực sự từ những khách hàng tâm huyết đã sử dụng sản phẩm của chúng ta một thời gian rồi có kết quả tốt rồi và đăng lên trên Facebook làm sao cho nó mang tính chân thật nhất và không mang tính PR đây. Rồi cuối cùng, đó chính là video khách hàng nói về sản phẩm. Chúng ta cần phải có những review thực tế trực tiếp nói về cảm nhận của họ à. khách hàng sẽ đứng trước một cái màn hình ống kính, họ nói về việc là sau khi dùng sản phẩm, họ được thay đổi cuộc đời ra sao, họ đã được hạnh phúc như thế nào khi dùng sản phẩm của bạn. Đó. Thì ở đây chúng ta đã được biết được ba ba điều đó chính là ý kiến khách hàng này, hình ảnh của khách hàng và sản phẩm, video khách nói về sản phẩm. Cái này đều là những nội dung rất là tương tác mạnh mẽ và tạo ra nhận thức cao đối với những khách hàng mới. Ở đây chúng ta đẩy mạnh tới việc là tiếp cận tới những khách hàng mới của bạn. Khách hàng mới luôn luôn có việc có xu hướng là đề phòng mà, bởi vì họ đã sử dụng bao giờ đâu cái việc bạn bán sản phẩm cho khách hàng cũ ấy, thì hoàn toàn rất là dễ dàng bởi vì họ đã tin tưởng bạn một lần rồi thì lần hai thì hoàn toàn họ sẽ chi tiền móc hộp bao ra để bán để mua sản phẩm của bạn một lần nữa nhưng mà những người mới họ cần phải biết được là trước đó sản phẩm của bạn có công dụng ra sao phải không ạ thì đó chúng ta cần phải đưa ra ý kiến rất là chân thực và review của khách hàng của chúng ta đối với sản phẩm